Xin chào mừng tất cả các em. Ngày mới, cô chúc các em và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc các em có một giờ học thật vui và hiệu quả nhé. Để không khí của buổi học thêm phần sôi nổi, thì trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên chúng ta khởi động nào. Cô trò chúng ta sẽ hát và vận động theo bài hát Lớp chúng ta đoàn kết nhé. Cô trò chúng ta vừa khởi động rất sôi nổi với bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. Các em thân mến, quê hương là nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, nơi chứng kiến từng bước trưởng thành và là nơi đi về rất đỗi bình yên của mỗi con người. Có rất nhiều ca khúc hay viết về quê hương, trong đó có cả những làn điệu dân ca. Và giờ học hôm nay, cô muốn giới thiệu đến các em một bài hát như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tiết số 24, học hát Màu xanh quê hương, theo điệu Sariang, dân ca Khmer Nam Bộ, đặt lời mới Nam Anh. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về dân tộc Khmer các em nhé. Các em thân mến, người Khmer là một trong những dân tộc ít người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cư trú ở đồng bằng sông Cửu Long. Người Khmer thuộc nền văn minh nông nghiệp lúa nước, cư trú theo dạng công xã. Họ có một nền văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc, bị ảnh hưởng đậm nét bởi văn hóa Ấn Độ và Phật giáo. Nhắc đến Khmer, chúng ta không thể bỏ qua những nét đặc sắc, đó là văn hóa ẩm thực. Những món ăn thật hấp dẫn và có phong cách riêng của người Khmer. Ngoài ra, chúng ta còn được thấy những công trình Phật giáo đặc sắc. Và bên cạnh đó là những trang phục lộng lẫy và những điệu múa thật tuyệt vời của những cô gái Khmer. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu đôi nét về dân tộc Khmer. Các em thân mến, bài hát Màu xanh quê hương được chia làm hai lời hát, mỗi lời lại gồm có ba câu. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta đọc lời ca theo tiết tấu. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây. Lung linh khi mặt trời lên, cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Rung rinh chảo cây lá bên đường, tung tăng đàn em bé tới trường. Bay xa theo ngàn lời ca, trên khắp miền sông núi quê ta. Bay cao lá cờ vàng sao, trong nắng hồng cơn gió lao sao. Xanh tươi làng xóm quê mình, ôi bao yêu thương tổ quốc thanh bình. Bài hát Màu xanh quê hương được hát với tính chất hơi nhanh. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe giai điệu bài hát mẫu nhé. Trời lên cho cánh đồng ngô lúa.
vừa lắng nghe giai điệu của bài hát mẫu, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học hát từng câu nhé. Các em thân mến, với mỗi câu hát, lần đầu tiên cô sẽ hát mẫu. Lần thứ hai, cô mời các em nghe nhạc và ghi nhớ độ cao của câu hát. Lần thứ ba, chúng ta sẽ tự mình trình bày lại câu hát ấy nhé. Cô trò chúng ta đến với câu hát thứ nhất. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây. Cô mời các em nghe nhạc. Chúng ta hãy thể hiện lại câu hát này nhé. Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát số 2. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu nhé. Lung linh khi mặt trời lên, cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Cô mời các em nghe nhạc. Chúng ta hãy thể hiện lại câu hát này nào. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta nối câu 1 và câu 2 lại nhé. Lưu ý, hát với tính chất hơi nhanh. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây. Lung linh khi mặt trời lên, cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Cô mời các em thể hiện lại hai câu hát này. Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát số 3. Ở trong câu hát này các em lưu ý có sử dụng dấu láy và dấu luyến. Chúng ta hát láy ở các tiếng rinh, tăng và hát nhấn ở chữ chào cây, đàn em. Bên cạnh đó, các ca từ mà mình cần hát luyến đó là từ lá, từ bên, từ bé và từ tới. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu câu 3 nhé. Mời các em nghe nhạc. Chúng ta hãy nghe lại câu này thêm một lần nữa nhé. Cô mời các em hãy thể hiện lại câu hát này. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong lời 1 của bài hát Màu xanh quê hương rồi. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ghép toàn bộ lời 1 lại nhé. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh trời lên, cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Rung rinh chào cây lá bên đường, tung tăng đàn em bé tới trường. Cô mời các em hãy tự mình ghép lời 1 nào. Các em thân mến, lời 1 và lời 2 của bài hát Màu xanh quê hương giống nhau về giai điệu, chỉ khác nhau về lời ca. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe cô thể hiện giai điệu lời 2 nhé. Bay xa theo ngàn lời ca, trên khắp miền sông núi. Bay cao là cờ vàng sao, trong nắng hồng cơn gió lao xa.
Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng ghép lời hai nhé. Bay xa theo ngàn lời ca, trên khắp miền sông núi quê ta, bay cao lá cờ vàng sao, trong nắng hồng còn gió lao xao, xanh tươi, làng xóm quê mình, ôi bao yêu thương, tổ quốc thanh bình. Ở lần tiếp theo, cô mời các em hãy tự mình ghép toàn bộ lời hai lại nào. Em thân mến, như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong hai lời hát của bài Màu Xanh Quê Hương rồi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta ghép toàn bộ bài lại nhé. Lưu ý, hát với tính chất hơi nhanh và các em hãy thể hiện thật đúng những ca từ có dấu luyến và dấu láy nhé. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây, lung linh khi mặt trời lên, cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm rung. Cây lá bên đường tung tăng, đàn em bé tới trường. Bay xa theo ngàn lời ca, trên khắp miền sông núi quê ta, bay cao lá cờ vàng sao, trong nắng hồng còn gió lao xao, xanh tươi, làng xóm quê mình, ôi bao yêu thương, tổ quốc thanh bình. Và bây giờ, cô mời các em hãy tự mình thể hiện toàn bài. Để giúp các em giữ vững nhịp phách khi thể hiện bài hát, thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta hãy hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp và các em hãy lắng nghe, quan sát cô thực hiện mẫu với câu hát đầu tiên. Ở trong câu hát này có sử dụng đảo phách, nên đầu tiên chúng ta sẽ gõ nhịp vào dấu lắng đơn. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây. Hãy thực hiện cùng với cô câu này nhé. 1 2. Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây, đang lớn dần xanh tốt nơi đây. Cô tin chắc là chúng ta đã thể hiện được bài hát rồi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng hát kết hợp gõ đệm theo nhịp với nhạc nhé. Em thân mến, như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tiết số 24, học hát bài Màu Xanh Quê Hương theo điệu Sariang, dân ca Nam Bộ, đặt lời mới Nam Anh.
Thông qua bài học, cô hy vọng các em sẽ thêm yêu quê hương đất nước của mình hơn. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các em hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người thân. Chúc các em và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an vượt qua mùa dịch. Hãy cùng nhau ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn nhé. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.